Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng tải loạt phóng sự điều tra chiêu trò phá xe lấy tiền trên các quốc lộ, phản ánh tình trạng các thợ sửa xe mở tiệm trên các quốc lộ như quốc lộ 1 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai, quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước. Các chiêu thức dễ dàng thực hiện thường được các thợ thất đức sử dụng như phá cao su đâm tại tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa ở mũi tàu cầu vượt sông Thần, phường An Bình, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Chiêu thức rạch chọc thủng lớp xe thường được Đàm Văn Long, chủ tiệm trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Mai Văn Cường, sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, chủ tiệm trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Gò Dưa, thành phố Thủ Đức thực hiện. Ngoài các chiêu thức kể trên, các thợ sửa xe thiếu đạo đức còn sử dụng các thủ đoạn rút dây mô bin sườn xe tay ga rồi vờ giúp đỡ vẽ bền. Các loại xe mà nhóm thợ này thường nhắm tới nhiều nhất là xe Vision đời mới, Airblack, Exactmod. Sau khi tháo dây mô bin sườn, những xe này đều không thể khởi động được. Như ngày 5 tháng 7, 2024, chúng tôi dẫn chiếc xe máy vào một quán để bán sửa xe và bán các loại nước giải khác ở quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Nhân Trạch khoảng 700m, hướng về thành phố Hồ Chí Minh để nhờ bơm xe. Nam thanh niên tên Trương Văn Tuấn, sinh năm 2001, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, làm chủ ra bơm hơi, rồi rút dây mô bin sườn xe. Chúng tôi dẫn xe ra khởi động thì xe không nổ máy. Lúc này, nam thanh niên liền tới giúp đỡ, kiểm tra giúp. Sau đó người này thông báo một hơi. Chúng tôi giải thích xe đang chạy bình thường, chỉ xẹp lốp. Kế đến người này tháo cốp xe, tháo nồi rồi thông báo này bố. Cái này có nồi à? Đưa cái quà, chợ đưa cái quà cuốn vào ấy. Cuốn kiểu tình trạng giống kiểu đấy luôn đấy. Chợ đưa cái quà cuốn vào, cuốn vô đây là không kéo vào thôi. Sau khi tháo motor bơm xăng và thông báo đã hư, Tuấn gắn lại sợi dây mô bin sườn vào chốt van lên một cách cạch khô khan dù phóng viên đang ngồi ngay cạnh. Phóng viên nói đi đường xa không đủ tiền chi trả, liệu có phương án nào giá thấp nhất không thì Tuấn cho biết. Là cái motor này đã mắc. Thấy phóng viên vẫn nhăn mặt, bứt tóc vì giá cao, người này tiếp tục xuống nước. Em xem tôi được mua được không? Tôi được mua nó rẻ. Sau một số lần giảm giá và hỗ trợ, cuối cùng Tuấn đồng ý thay mô tô với giá gần 700.000 đồng cho phóng viên.
Thay xong, nam thanh niên liếc nhìn vào sợi dây mô bin sườn, thấy đã gắn vào chắc chắn nên bóp phanh, nhấn đề thì xe nổ giòn giả. Chiều ngày 5 tháng 7, phóng viên dắt xe vào một tiệm vừa bán phở vừa sửa xe thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Đỗ Bá Thước, hay còn gọi là Thước Râu, sinh năm 1980, quê Nga Sơn, Thanh Hóa nhờ bơm. Bé trai sau đó tiếp cận rút dây mô bin sườn xe của phóng viên. Đây rõ ràng là hành vi đã được tính toán, chuẩn bị kỹ từ trước. Chúng tôi thanh toán tiền công bơm xe và rời đi thì xe không nổ máy. Ông Thước sau đó tiếp cận, nó kiểm tra rồi tháo tung xe ra. Tháo xong, ông Thước chửi tục rồi nói với chúng tôi. Bể rồi rồi. Rồi, hết luôn này. Mày em dừng lại em đi. Này, ngồi đi này, thấy chưa? Này, em đi trực tiếp luôn này. Đấy, đang có nguyên đấy. Cái chuyện ôi trời này, này. Này thay mấy tiền này? Thay đắt tiền đấy. Dạ. Thay em mất tiền lắm đấy. Là bao mắc anh? Có thay cả mấy, thường cả mấy. Má em chạy về chết. Này, dây này, cái gì này. Không còn gì luôn, nồi này, bảy không còn bi năn này. Theo xem nhá, đi cũng được, chúng ta kia anh đưa tiền em. Nếu đi chúng ta kia anh đưa tiền em, nó làm được. Đấy, xe này sẽ được. Mở thêm hai đồng thường thôi. Thường nhiều anh? Thường nó kiểu tư. Dạ. Thường chiều tư hả? Vứt ngay ra thay đồng mới vô. Nhau, mà bắt thời nhau. Dạ. Thường có bắt thời nhau. Em ở miền Trung. Anh Ninh Bình. Em ở Hà Tĩnh. Và 8 mình 35. Cái này bảo hành nhớ anh. Ok em. Để gửi lên tiền em chứ đi đâu. Đọc gì em. Làm đúng. Bảo hành bao lâu ta? Anh bảo là em cũng thoải mái em chạy. Đi thích trên xuôi là thành luôn. Không như lăn tăn. Đi trục trặc thì gọi cho anh. Dọc đường hay đi em đi trục trặc gọi cho anh. Nói em hiểu không? Đúng không? Không phải lấy tiền là xong thôi đâu. Nghĩ đúng. Đúng anh nói không? Em lên xuôi thì em bấm xuôi anh luôn. Anh đọc qua em bấm luôn rồi. Không gì đúng chứ. Rồi nói. Ngày 6 tháng 7, phóng viên dắt xe vào tiệm trưng bản chuyên sửa xe các loại Honda Tayga trên quốc lộ 51, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985, quê Nga Sơn, Thanh Hóa làm chủ. Ông Đông là anh em cột chèo với ông Thước. Tiệm này vừa sửa xe, vừa kinh doanh cà phê võng và nằm cách tiệm của Thước Râu chừng vài chục mét. Bé trai tên Ca là con trai ông Đông ra bơm xe với thái độ khá lễ phép nhưng lại luồn tay, rút sợi dây mô bin sườn khiến xe sau đó không nổ máy. Ông Đông và Nguyễn Đình Hưng sinh năm 1998, quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có họ hàng với ông Đông ra. Đã dây quá cuộc nổi rồi, khá cuộc nổi rồi. Ông Đông còn nói chuyện với chúng tôi, còn Hưng thì sửa xe. Đâu là đứa tháo? Đâu mình phải tin ổng về rồi chứ. Chắc là còn có tán nào giữ hay đâu ấy, lâu lâu rồi. Mới vừa coi chưa làm gì nhưng ông Hưng đã nói. Em còn hết cái này bao nhiêu? Này, cả này nếu mà tốt là chiều 2. Vừa vừa thôi được không? Vừa vừa mấy trăm thôi. Mấy trăm thôi. Có 800 mấy. Cả dây cả nồi trước này được cái kia thì đang còn xài. Nếu mà em có thì em làm luôn cái này này. Tại vì nó vào đến sát rồi rồi đấy. Thấy chưa? Sát vào đến sát đây rồi. Nếu mà em để cố đi là nó vào mặt cái này này. Là lại cánh thay nó không được cánh thay cái này nữa. Ấy, nó không có tiền thì nó không có cái tiêu chí. Không, ấy là thay để đây được không? Tại sao không phải xe em? Thì 806. 806 cái này đây.
Chờ ông Hưng tháo hết xe ra, bé Ca còn ông Đồng gắn lại dây mô bình xương. Chúng tôi báo không đủ tiền, ông Đông đề nghị. Đi thì loại số thì 36 và loại phường 202. Không, giờ thấy anh loại phường đấy. Ờ, đấy là phường thì bây giờ thì em phải chi mất công đổi xe, hết mấy tiền. Người ta là... Xe người ta đúng không? Xe người ta mình rửa là mình mất tiền đấy. Đúng rồi. Ngày á. Đây giúp từ đây, giúp từ đây. Đây, lắp công ty rồi, đây, chạy nhé. Hưng nhùng nhằn lắp vào rồi nói. Chắc chạy cũng thấy bà rỉa chắc không sao đâu. Sau đó, Hưng thay bộ bi nồi cho chúng tôi rồi đóng máy lại. Lập tức, chiếc xe nổ máy trở lại như chưa từng hỏng hóc gì. Chiều ngày 6 tháng 7, chúng tôi vào quán nước của ông Đông để uống nước nằm võng. Thấy chúng tôi, bé Tra tên Khoa trên tay cầm một ly nước đi tới tiếp cận chiếc xe. Ông Hưng cũng vừa đi tới nhận ly nước từ tay bé trai, nhưng thực tế là diễn kịch và cảnh giới. Cả hai làm động tác giả đưa nhận ly nước để bé trai luồn tay vào hông xe rút sợi dây mô bình xương. Ông Hưng sẽ chuẩn bị cho trường hợp khách phát hiện thì chỉ là trẻ con không biết gì, nghịch phá. Phóng viên sau đó tính tiền rời đi thì xe không nổ. Ông Hưng thấy vậy đi ra nói có thể bình hết điện nên vào chỗ ông Đông để hỗ trợ sạc bình kiểm tra giúp. Ông Hưng sau đó cũng vẽ bền. Tôi nổi với giãn dây ấy, dây thu loa ấy. Cái này để đầy đường này cũng không kéo thể. Ở trong này em mở ra em biết được, không biết được. Chúng tôi tỏ ra nghi ngờ vì xe đang chạy bình thường, dừng uống nước thì sinh sự cố. Ông Hưng cho rằng phóng viên nói xe mượn của người thân đang chạy bình thường thì bị như vậy, không được nói. Nó mòn hết rồi. Mòn hết, mòn rồi, nhân theo nổi chơi. Quay này, đây ai? Đi từng 3, 5 cây nữa, 3 hoặc 5 cây đấy. Chứ luôn quăng nhớt này, để lại xe ấy không đi đâu, không đi. Đấy, giờ thấy nổi nhớt rồi. Em thấy gì đó để cho anh đi về trả xe cho bà cho rồi. Vì là mình giao hàng có được mấy đồng rồi, thay về chết tôi rồi. Thì đấy thì em biết. Anh coi dặn giúp em cái. Dạ quất. Không nổi. Lấy hàng đi, bắt đầu đi đường hàng lối, đi được 2 năm, 3 năm rồi. Mấy cái bi này mòn này thay bi chứ được, cái này mòn nó đây. Đây, bi nó ấy nổi luôn em. Kế lắp vào đi, lại thay cái bi mòn em, bi mòn. Thấy cái gì nữa, cái này chắc nó mòn quá rồi hả? Cái bi nó chắc rẻ rẻ hơn hả? Bi á? Dạ. Bi 4.2. Thôi thay đi được, thay bi được, để em trả đi cho bi được rồi, mình em trả xe cho bã cho rồi. Xong á. 4.2 đi anh, thay cho anh 4.2 đi hả? 4.2. Lấy cái dây thôi. Đây dây đang tốt thì xài đỡ đi. Vâng, em thêm cái nồi vào cái dây, cái nồi nữa. Giờ hết tiền rồi, không lắp vào cho em đi, em dắt xe cũng nhờ bạn đây xử lý cho sao nhờ. 4.2, em ép đỡ đi nhá. 4.2 từ bé trai tên KH sau đó vờ đi lấy bi nồi, nhưng thực tế là tiếp cận phía bên kia, gắn sợi dây mô bin sườn vào như cũ. Phía bên này, ông Hưng mau chóng thay bi nồi vào mà không cho phóng viên xem loại gì. Bi nồi
Tiếp đó, ngày 9 tháng 7, phóng viên chạy xe vào tiệm cà phê Võng, sửa xe của Hà Văn Đông, sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, là em vợ của Thức Râu và Đông, đồng thời là anh rể của Trương Văn Tuấn để uống nước, nghỉ chân. Tiệm này cách tiệm của Nguyễn Văn Đông khoảng 500m. Thấy phóng viên chạy xe tới, Đông lúc đó cởi trần, nhanh chóng mặc áo chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ 51 về hướng tiệm của ông Đông. Sau khoảng 5 phút, Đông chạy về trước, hai con trai của ông Đông chạy xe đạp điện về sau. Hai bé trai này nhanh chóng áp sát xe của phóng viên, bé trai ngồi sau vờ nghiêng người xuống xe nhưng thực tế là luồn tay vào rút sợi dây mô bình sườn. Chúng tôi đề máy để rời đi thì xe không nổ, Đông sau đó tiếp cận và hỏi thăm, kiểm tra giúp rồi cũng vẻ bền. Vậy là nó bị sao? Bu gì ạ? Giờ phải thay dây à? Thay dây ngồi mỡ sợ hư nổ nhà không ngồi thay được ngồi kêu lắm. Sau nghe nó thành chạch dài với nhau rồi. Nghe kêu không? Nghe rít kêu không? Nổi vụ. Thay nó hơi thêm một vài cho nó có lên rồi. Bây giờ thay là thay hết bao tiền? Thay tốt nó 500 mấy rồi vừa 300 mấy rồi. Thế thì cái nổi nhiều tiền thôi. Sau khi xong xuôi, Đông cũng gắn sợi dây mô bin sườn vào xe cho phóng viên và chúng tôi rời đi. Trên đây là các cách thức phá xe, vé bệnh của những tiệm sửa xe thất đức. Theo một số tờ sửa xe, người dân cần trang bị các kiến thức cơ bản về xe máy. Bên cạnh đó, gặp trường hợp bị hư bất thường thì nên kiểm tra sợi dây điện, dây mô bin sườn, rồi quay clip gửi cho thợ quen hoặc người thân để xem xét, tránh bị các thợ vé bệnh mất tiền oan.